Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nước Tơ Vét cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Không khó để bắt gặp hiện tượng heo bị nổi mẩn đỏ trên da. Tuy nhiên thì khi heo bị nổi mẩn nốt thì có rất nhiều nguyên nhân và do nhiều bệnh khác nhau gây ra, gây khó khăn cho bà con trong quá trình lựa chọn phương pháp điều trị đúng và hiệu quả. Muốn xác định được nguyên nhân gây nổi mẩn trên heo, phải phân biệt được nguồn gốc gây bệnh. Một trong những nguyên nhân gây hiện tượng nổi mẩn trên da đó là bệnh ghẻ. Bệnh ghẻ trên heo do một loại ký sinh trùng gây ra. Loại ghẻ thường mắc nhất trên heo là Saccharotep scabiae sẽ đào lỗ và ký sinh ở trong da, gây ngứa mạnh, từ đó gây chấn thương và tổn thương da. Ghẻ đầy mô đếch hay còn gọi là mò bao lông gây hiện tượng khó trị hơn nhưng ít gặp. Và trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vét sẽ cùng quý bà con đi tìm hiểu và trả lời về ghẻ Saccharotep scabiae. Khi bị ghẻ gây ra hiện tượng ngứa ngáy cho heo, vậy nguyên nhân là gì? Về nguyên nhân là do sau khi ghẻ bám dính vào cơ thể, ghẻ sẽ đào hang trong da, hút dịch, ăn các tế bào non gây ngứa, viêm da và có thể kèm theo các biến chứng khác gây bội nhiễm. Khi bị nhiễm ghẻ, độc tố lây lan bệnh trên cơ thể rất nhanh là do ghẻ cư trú dưới lớp da của biểu bì heo. Ghẻ trưởng thành có thể sinh đẻ từ 3 đến 4 trứng trên một ngày. Sau khoảng 5 ngày, trứng phát triển thành ấu trùng rồi phát triển qua các giai đoạn thành ghẻ trưởng thành. Giai đoạn từ trứng đến ghẻ trưởng thành mất từ 7 đến 14 ngày. Với tốc độ sinh sản và phát triển nhanh như trên thì chúng ta cần phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn thật sớm để giảm thiểu tác hại của bệnh. Tuy nhiên thì làm sao để biết heo đã bị ghẻ? Chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố. Về trên cơ thể có các nốt mẩn đỏ nếu xuất hiện ở các chân lông gây ngứa, rụng lông. Các nốt có vảy, diện tích các vảy ngày càng lan rộng và dày lên, bong ra và chảy máu. Heo ngứa ngáy, khó chịu, gãi nhiều và cọ sát vào tường hay là khung sắt của chuồng. Những nốt ghẻ làm cho heo gãi nhiều sẽ gây nhiễm khuẩn, viêm da và viêm mủ. Đặc biệt nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, rất nhanh sau đó khoảng 2 đến 5 ngày thì cả ô chuồng, thậm chí cả đàn heo đều có hiện tượng là ngứa ngáy, khó chịu, da nổi mẩn đỏ, đóng vảy như ở trên. Như vậy thì có thể thấy khi bị ghẻ thì heo rất khó chịu, kém ăn, sút cân và giảm tăng trọng. Sức đề kháng cũng giảm theo, làm nguy cơ mắc các bệnh khác tăng. Không những vậy, nếu heo nái bị nhiễm ghẻ sẽ lây sang heo con. Khi nuôi đến giai đoạn heo thịt, sức khỏe của heo sẽ bị ảnh hưởng. Vậy, để phòng bệnh ghẻ trên heo thì chúng ta cần phải làm những gì? Cần tiến hành phối hợp thực hiện nhiều biện pháp trong công tác phòng bệnh ghẻ cho heo như là vệ sinh phòng bệnh, này, sử dụng thuốc phòng ghẻ và sử dụng thêm các thuốc dự phòng khác. Về công tác vệ sinh phòng bệnh thì chuồng trại chúng ta cần phải luôn được đảm bảo sạch sẽ, đảm bảo khô ráo và thoáng mát. Định kỳ thì chúng ta cần phải phun sát trùng trong và ngoài chuồng. Quý bà con có thể sử dụng sản phẩm Dyson Super của Intercambi Hà Lan. Nuôi cách ly heo khỏe với các heo ốm, còi và heo bệnh. Chúng ta cần phải chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, thường xuyên bổ sung các khoáng chất, vitamin, men tiêu hóa nhằm đảm bảo nâng cao sức đề kháng cho toàn đàn. Sử dụng thuốc phòng ghẻ. Để phòng ghẻ trên heo thì quý bà con có thể sử dụng thuốc có thành phần Ivermectin. Hiện nay thì có rất nhiều công ty có sản phẩm này. Quý bà con có thể tham khảo sản phẩm Intermectin của Intercambi Hà Lan hoặc là Ivermectin 6WS. Hai sản phẩm trên thì đều do công ty Minh Long phân phối. Mỗi loại heo thì sẽ có thời gian dùng khác nhau và cách hướng dẫn sử dụng khác nhau. Quý bà con có thể tham khảo bảng sau đây. Khi heo mắc bệnh thì chúng ta cần phải điều trị như thế nào? Cách ly toàn bộ heo ghẻ ra một nơi riêng biệt. Khu vực đã nuôi heo bị ghẻ thì chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ, phun sát trùng định kỳ liên tục để chống các vi khuẩn khác tấn công vào. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng Ivermectin 10 Oral của VBB Pharma hoặc là Hantoc của Hanvet để diệt ghẻ ở môi trường. Đối với những con heo khác chưa bị mắc bệnh ở cùng ô chuồng thì chúng ta nên trộn Ivermectin 6WS để phòng bệnh, bổ sung thêm điện giải và vitamin để tăng sức đề kháng cho heo. Đối với heo bị bệnh thì chúng ta cần phải sử dụng Ivermectin để tiêm cho heo. Quý bà con có thể sử dụng sản phẩm Intermectin của Intercambi Hà Lan với liều 1ml trên 33kg thể trọng để đảm bảo ghẻ từ môi trường không vào lại, thì sau 5 đến 7 ngày thì quý bà con có thể tiêm nhắc lại một mũi Ivermectin. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng Iodine A cộng để tắm và phun lên heo bệnh một ngày trên một lần, làm liên tục từ 3 đến 4 ngày.
Đặc biệt khi heo bị ghẹ, trên da sẽ bị viêm, nên chúng ta cần phải sử dụng thêm các sản phẩm kháng viêm. Đối với heo thịt, chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm có thành phần dexamethasone như sản phẩm Dexol của VP Pharma. Đối với heo nái thì chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm kháng viêm có thành phần ketoprofen như sản phẩm Keprofen của VP Pharma. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải tăng sức đề kháng cho heo, bổ sung điện giải, vitamin và các nguyên tố vi lượng như sản phẩm Betasol Oran hoặc là Amiro Grow Oran. Do ngứa ngáy, giảm ăn nên cần phải cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng các sản phẩm như là Dapro hoặc là Hapro. Như vậy, trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con bệnh ghẹ trên heo, nguyên nhân, cách nhận biết, phòng và điều trị. Và còn rất nhiều chuyên đề về bệnh trên heo mà Dr. Vet sẽ gửi đến quý bà con trong những chuyên đề tiếp theo. Rất cảm ơn quý bà con đã ủng hộ Dr. Vet trong suốt thời gian vừa qua và rất mong quý bà con sẽ tiếp tục ủng hộ Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!